Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Trong clip ngày hôm nay thì Thúy xin gửi tới các bạn một chủ đề mới, đó là cái cách để mà mọi người xác định được điểm chốt lời đáng tin cậy. Thì như các bạn cũng biết rằng là một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh á, thì sẽ phải có điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh và cái cách thức chúng ta quản lý giao dịch, đúng không nào? Thì có thể nói rằng là điểm chốt lời là một trong những cái công đoạn rất là quan trọng để mà hình thành một chiến lược giao dịch, và chắc chắn là nó sẽ nằm trong kế hoạch giao dịch của các bạn rồi. Vậy cho nên là khi mà chúng ta xác định điểm chốt lời, chắc chắn chúng ta phải có chiến lược riêng, chứ không thể nào mà chúng ta có thể xác định một cách tùy ý theo cái ý thích cá nhân của chúng ta được, đúng không ạ? Vậy thì Thúy sẽ định nghĩa sơ về một điểm chốt lời đáng tin cậy nhé. Thì có thể nói một điểm chốt lời đáng tin cậy là một điểm chốt lời mà giá có khả năng sẽ đạt đến cái điểm đó mà không gặp quá nhiều cản trở của thị trường. Đó thì có nhiều bạn tại thời điểm này sẽ hỏi sẽ nói rằng là nếu mà muốn một điểm chốt lời mà dễ dễ khớp, đúng không, thì cứ đặt cho gần là khớp liền, đúng không nào, đâu cần thiết phải 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 xác định làm cái gì đó. Như các bạn biết rằng là chúng ta giao dịch không phải là để chơi, đúng không? Chúng ta giao dịch để kiếm lợi nhuận. Và nếu mà chúng ta đã xác định giao dịch để kiếm lợi nhuận á, thì chúng ta cần phải xây dựng một cái kế hoạch giao dịch trong dài hạn, chứ không phải là kiếm được ngày 1, ngày 2. Vậy cho nên là điểm chốt lời của chúng ta cần cần phải là một điểm chốt lời như thế nào giúp cho chúng ta có lợi thế về dài hạn. Vậy thì cái điểm chốt lời có lợi thế về dài hạn đó nên là một chiến lược mà có lợi thế về dài hạn á, thì nó nên là một chiến lược có rủi ro thấp và lợi nhuận cao, đúng không nào? Đó, và để được như vậy thì sao? Thì chúng ta cần phải xác định một điểm chốt lời đáng tin cậy, đó là vừa một chiến lược vừa có khả năng có được lợi nhuận, và lợi nhuận đó như thế nào phải cao hơn cái rủi ro mà chúng ta phải chịu. Đó, vậy thì công việc của chúng ta để xây dựng một chiến lược giao dịch là chúng ta phải đạt được hai cái điểm đó đó. Rồi, vậy thì Thúy hy vọng rằng là thông qua clip ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn phần nào có thể xác định được cái điểm chốt lời đáng tin cậy, để khi mà chúng ta tham gia giao dịch á, chúng ta sẽ tin tưởng hơn vào chiến lược giao dịch của mình nhé. Trước khi mà Thúy vào nội dung chính á, thì các bạn đọc qua phần cảnh báo rủi ro của Trader Việt nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào nội dung chính. Trước khi mà các bạn có thể xác định được một điểm chốt lời đáng tin cậy hay không á, thì trước tiên nó phải là một điểm chốt lời có cơ sở. Như thế nào là một điểm chốt lời có cơ sở? Chắc mọi người cũng biết rồi, đúng không? Chúng ta đặt điểm chốt lời á, thì trước tiên chúng ta phải đặt dựa trên phương pháp hoặc là kinh nghiệm, hoặc là chúng ta đặt điểm chốt lời một cách có tính toán, chứ không phải là theo theo cái ý thích cá nhân, theo cái thiên kiến cá nhân của chúng ta được. Thì các bạn thấy rằng là có nhiều trader họ sẽ đặt chốt lời cố định, có trader thì dời chốt lời để tối đa hóa lợi nhuận, có trader thì đặt theo tỷ lệ risk reward, có trader thì đặt theo kinh nghiệm, và chắc chắn là cũng sẽ có trader đặt theo cái ý thích cá nhân, đúng không? Đó, thì Thúy loại bỏ cái việc đặt theo ý thích cá nhân đi. Thì cho dù các bạn sử dụng cái cách thức nào để đặt chốt lời đi chăng nữa, thì trước tiên các bạn phải hình dung nó là điểm chốt lời đó phải là điểm chốt lời có cơ sở, có tính toán, tuyệt đối không được đặt tùy ý. Bởi vì nếu như các bạn đặt điểm chốt lời tùy ý thì đó chắc chắn là một điểm chốt lời không đáng tin cậy rồi. Đó. Vậy để mà chúng ta có được điểm chốt lời đáng tin cậy thì trước tiên đó phải là một điểm chốt lời như thế nào? Dựa trên quan điểm khách quan, và nó có tính toán, có thể dựa theo chiến lược, theo kinh nghiệm, theo phương pháp của các bạn, nhưng chúng ta phải có tính toán về điểm chốt lời. Ok không ạ? Đó, thì đó là cái điểm rất là quan trọng trong việc đặt chốt lời nha các bạn. Rồi sau khi mà chúng ta có được điểm chốt lời mà có cơ sở rồi á, thì lúc đó chúng ta mới đi vào đánh giá cái độ tin cậy của nó được các bạn nhé. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể đánh giá được một điểm chốt lời đáng tin cậy? Các bạn để ý này,
như như cái định nghĩa ban đầu của Thúy nói là một điểm chốt lời đáng tin cậy, nó nên là một điểm chốt lời như thế nào? Có khả năng giá sẽ đạt được đến điểm chốt lời đó với cái sự cản trở, có được ít sự cản trở từ thị trường, đúng không nào? Đó, vậy thì để mà chúng ta có thể đạt được chốt lời sớm á, thì nó nên thì cái điểm chốt lời đó nó nên là điểm chốt lời xuất phát từ một tín hiệu giao dịch chất lượng, ok không ạ? Đó thì chỉ có những tín hiệu giao dịch chất lượng thì cái khả năng của chúng ta có được chốt lời, có được lợi nhuận nó mới cao, đúng không nào? Đương nhiên trên thị trường thì lúc nào cũng có tín hiệu, đúng không? Tuy nhiên thì tín hiệu nhiễu lại nhiều hơn tín hiệu chất lượng. Cho nên việc mà chúng ta tham gia giao dịch, chúng ta nên chọn những tín hiệu chất lượng để chúng ta tham gia giao dịch, thì cái khả năng các bạn có được lợi nhuận nó sẽ cao hơn. Đó là một trong những cách thức nhanh nhất để các bạn có thể đánh giá được điểm chốt lời của mình có đáng tin cậy hay không đó. Rồi cái thứ hai mà các bạn phải để ý ở đây đó là để mà đánh giá một điểm chốt lời đáng tin cậy á, thì cái điểm chốt lời đó nên là cái điểm mà khi mà giá tiếp cận đến nó thì thường nó sẽ đảo ngược. Nó thường sẽ đảo ngược. Thì các bạn để ý này, chúng ta sẽ không có dại gì mà chúng ta đặt ở một điểm chốt lời, đặt điểm chốt lời ở một cái điểm mà giá sẽ còn đi tiếp, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ bị bỏ lỡ mất cái phần lợi nhuận. Cho nên là điểm chốt lời của chúng ta nên là điểm mà giá tới đó sẽ đảo ngược. Vậy thì các bạn thấy rằng là ở những cái điểm nào mà giá sẽ đảo ngược? Đó, là điểm xoay của thị trường á. Đó, đó có phải là các cái ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, đúng không? Đó là những cái vùng mà nó sẽ tồn tại áp lực mua, áp lực bán, đúng không các bạn? Đó, vậy thì ở đây chúng ta lại quay lại cái thay vì đánh giá một điểm chốt lời đáng tin cậy thì chúng ta lúc này sẽ đi đánh giá gì? Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ đáng tin cậy, đúng không nào? Đó. Vậy ở đây Thúy sẽ đưa ra cho các bạn một vài cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ để mà chúng ta có thể trực tiếp đánh giá nó trên biểu đồ mà không cần nhiều đến công cụ nhé. Thì trước đây Thúy cũng có làm một clip về cái cách thức để đánh giá một ngưỡng kháng cự hỗ trợ mà mạnh mẽ trên biểu đồ rồi. Các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube của Trader Việt để xem lại các clip của Thúy nhé. Còn bây giờ thì trong nội dung clip ngày hôm nay thì Thúy sẽ liệt kê các cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ cho các bạn thôi. Ở đây thì đưa ra cho các bạn tổng cộng là 6 vùng kháng 6 ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Trên thực tế thì các bạn có thể sử dụng những cái cách thức đánh giá kháng cự hỗ trợ của riêng mình nhé. Còn ở đây là Thúy offer thêm để các bạn có thể lựa chọn để đánh giá. Thì cái vùng đầu tiên đó là đỉnh đáy cao nhất hoặc là thấp nhất của ngày trước, hoặc là 2 ngày trước, 3 ngày trước, của tuần này, của tháng. Đó, tùy thuộc vào khung thời gian các bạn giao dịch mà các bạn lựa chọn nhé. Rồi, tiếp theo đó là vùng giằng co. Vùng giằng co thì Thúy cũng đã làm một clip về vùng giằng co rồi. Tiếp theo đó là vùng cung cầu, supply demand, thì Thúy cũng đã làm clip về vùng cung cầu rồi. Các bạn có thể xem lại tất cả những video clip của Thúy, các bạn có thể xem được những nội dung này. Tiếp theo đó là đỉnh đáy gần nhất. Cái này thì dễ rồi, đúng không? Nhìn trên biểu đồ của chúng ta là có thể thấy ngay. Tiếp theo đó là cạnh trên của kênh xu hướng hoặc là cạnh dưới của kênh xu hướng. Và cuối cùng là setup ngược xu hướng. Thì các bạn để ý rằng là không phải bất kỳ một cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ nào nó cũng sẽ mạnh nhé. Mà các bạn nên dựa vào gì? Cái độ mạnh yếu. Tức là mỗi ngưỡng hỗ trợ kháng cự đều có lực mua và lực bán riêng. Thì chúng ta cần phải dựa vào cái cách hình thành cái ngưỡng hỗ trợ kháng cự đó để chúng ta đánh giá. Ví dụ như là đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất của ngày, tuần, tháng chẳng hạn. Đây là một trong những ngưỡng kháng cự hỗ trợ mạnh này. Vùng giằng co cũng vậy này. Vùng cung cầu cũng vậy này. Đó, đỉnh đáy gần nhất thì hên xui nhé các bạn. Rồi, cạnh trên của kênh xu hướng và cạnh dưới của kênh xu hướng cũng là một ngưỡng kháng cự hỗ trợ tốt. Tuy nhiên thì nó sẽ không mạnh bằng ba cái vùng đầu tiên đâu. Rồi tiếp theo đó là setup ngược xu hướng. Đây là cái yếu nhất trong tất cả các ngưỡng hỗ trợ kháng cự ở đây. Tại vì setup ngược xu hướng nó chỉ là một tín hiệu để người ta tham gia thôi, chứ nó không phải là một cái vùng mà chắc chắn rằng là lượng người mua, lượng người bán sẽ tập trung ở đó. Đó, vậy cho nên là các bạn nên xác định thì các bạn nên tập trung vào những cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ mạnh trước, rồi hãy ưu tiên những cái yếu sau. Rồi, vậy thì ở đây Thúy xin đưa ra cho các bạn một cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ mạnh á, thì các bạn nên tập trung vào những vùng hợp lưu, tức là những vùng mà có hợp lưu ít nhất là 2 yếu tố ở trong 6 yếu tố này, hoặc là những yếu tố khác mà các bạn biết cũng được. Đó thì nó sẽ là ngưỡng kháng cự hỗ trợ đáng tin cậy hơn.
Rồi, đó thì dựa vào cái cách thức này thì chúng ta sẽ đi vào những cái biểu đồ sau đây để cho các bạn hình dung được cái cách thức chúng ta xác định nhé. Ví dụ như biểu đồ này các bạn này, các bạn để ý này. Ví dụ như mà mình mua ở đây đi, stop loss ở đây đi các bạn. Thì các bạn thấy là gì? Sau đó giá tăng rất là mạnh đúng không? Thì khi mà chúng ta đặt giao dịch á, chúng ta vào lệnh á, thì chúng ta có thể thấy rằng là ở đây này, cái vùng giao dịch của chúng ta ở phía trước đó có một cái đỉnh, đỉnh cao đúng không? Cái đỉnh cao nhất trước đó. Và cái đỉnh này thì sao? Nó lại là ngay cái vùng supply luôn. Đó, vậy cho nên các bạn có thể gì? Có thể đánh dấu cái vùng này ra thành ngưỡng kháng cự. Và nếu như mà giá thoát khỏi gì? Đi đúng hướng, nếu như nó đi đúng hướng thì khả năng rất là cao nó sẽ tìm đến cái ngưỡng kháng cự này, bởi vì đây là một cái vùng sẽ tồn tại áp lực bán mạnh, các bạn hình dung không ạ? Đó, cho nên chúng ta có thể canh để chúng ta đặt nó chốt lời ở đây. Và như các bạn thấy là gì, điểm chốt lời của chúng ta như thế nào, cái khoảng chốt lời của chúng ta cao hơn nhiều so với cái mức chốt lỗ đúng không? Đó, như vậy đây là một giao dịch tốt mà chúng ta có thể tham gia. Đó, nếu như mà các bạn thấy rằng là ngưỡng kháng cự chúng ta đâu đâu gần đây này thì tỷ lệ nó sẽ không được tốt đúng không? Nếu như không tốt thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta không tham gia giao dịch này. Rồi, tương tự một biểu đồ khác, các bạn hình dung này, một trend line giảm đúng không ạ? Rồi, chúng ta vẽ đường trend line song song thì các bạn thấy rằng là đây là cái vùng mà chúng ta sẽ tham gia giao dịch đúng không? Cái vùng mà Thùy đánh dấu màu xanh đây này, giá tìm về vùng màu xanh và nó tạo ra được tín hiệu bán ra cho chúng ta. Chúng ta đặt chút lỗ cũng đâu đó ở phía trên cái tín hiệu này thôi. Rồi, nhưng sau đó thì chúng ta phải tìm điểm đặt chốt lời đúng không ạ? Thì như các bạn thấy này, ở đây thì có chia ra các cái khoảng thời gian. Thì ở đây là khung thời gian này là khung ngày, biểu đồ nếu tôi không nhầm đây là biểu đồ AUD USD khung ngày. Đó thì các bạn để ý là đây chính là cái đáy thấp nhất của tháng trước. Tháng trước nha các bạn. Đó, mỗi cái đường kẻ dọc trắng này này là phân ra mỗi tháng đó, thì đây chính là đáy thấp nhất của tháng trước đó. Thì các bạn khi mà các bạn bán ở đây, bán ở vùng này thì các bạn có thể ưu tiên đặt chốt lời ở đáy trước đó, bởi vì nếu như đây là một xu hướng mạnh á thì thường nó sẽ tiếp tục tạo đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đúng không ạ? Đó thì nếu như vậy thì nó cần phải phá vỡ cái đáy thấp nhất trước đó, và nó vô tình là trùng luôn với lại cái đáy tháng trước. Rồi, và như các bạn để ý này, cái vùng giá của cái đáy tháng trước đó nó lại là gì? Rất là gần với đường trend line giảm, rất là gần với đường trend line dưới của chúng ta đúng không? Đó, như vậy thì chứng tỏ đây là một vùng đáng tin cậy để chúng ta đặt chốt lời. Đó, đó là cái cách mà chúng ta có thể xác định. Tức là các bạn chỉ cần tìm ít nhất là hai yếu tố hợp lưu tại cùng một vùng giá là được. Đó thì chúng ta có thể đặt chốt lời ở cái vùng đó. Và các bạn nên đặt ở cái vùng gần nhất nhé, để cái khả năng mà dính chốt lời của chúng ta cao hơn. Và miễn sao là cái điểm chốt lời đó có cái mức lợi nhuận cao hơn mức chúng ta chịu rủi ro là được. Đó. Thì Thúy hy vọng rằng thông qua clip này sẽ giúp cho các bạn phần nào cải thiện được cái cách thức đặt chốt lời của chúng ta. Rồi, clip của Thúy tới đây là kết thúc. Các bạn có thể ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách subscribe kênh, like và share video clip nhé. Rồi, cảm ơn mọi người ạ. Nhớ đeo khẩu trang vô nha anh chị, đang cúm dữ lắm á. Nhớ like và subscribe nữa nha.